Quẻ số 40, lôi thủy giải, giải giả tán giã, tức giải tán, giải phóng hay giải thoát. Quẻ trước là quẻ kiển, nhưng nạn cực lại biến ra tốt, tức là tai qua nạn khỏi, nên tiếp theo là quẻ giải, nghĩa là được giải thoát. Tượng quẻ do hai quẻ trấn và quẻ khảm, có cả lôi và vũ, tức mưa to có sấm sét làm tan đi bầu không khí nóng bức. Mưa và sấm làm tan hết thảy khí u uất nặng nề, giải cả thảy sự bức nhiệt, bầu trời trở nên trong sạch và mát mẻ. Thoán từ: giải, lợi tây nam, vô sở vãng, kỳ lai phục, kiết, hữu du vãng, túc kiết. Giải là giải tán hay giải phóng. Đây là thời mà các sự rắc rối, phiền muộn, căng thẳng đã bắt đầu giải tỏa. Là thời mà ta phải biết mau mau lo phục hồi nếp sống bình thường và yên ổn đã bị cuộc ly loạn làm tan nát. Đó là xây dựng lại lập tức để đem lại sự an cư lạc nghiệp cho dân chúng. Đó là ý nghĩa của câu lợi tây nam, tức là hướng mặt đất bằng phẳng nhất, yên ổn nhất. Không khác nào sau một cơn bực bội khô hạn có được một cơn mưa rào làm tan hết sự nóng bức và nghẹt thở. Có điều quan trọng nhất, ở những thời này không nên lo nghĩ đến những công việc viển vông xa xôi hoặc lo lắng các cuộc kiến tạo xa vời, mà phải gấp lo cho việc an cư lạc nghiệp cho dân, vãn hồi lập tự sự an ninh và xây dựng ngay những gì đã đổ nát. Người dân cần được có chỗ ở, có cơm ăn, có áo mặc. Người dân chưa cần được nhẩn nhơ phú quý đài các hay được hãnh diện là dân của một nước danh tiếng hay một cường quốc, mà đang chờ đợi hồi phục những gì đã mất một cách mau chóng chừng nào hay chừng đấy. Đại tượng: lôi vũ tác giải, quân tử dị xá quá hữu tội. Mưa và sấm tạo ra quẻ giải, người quân tử xem đó mà ân xá hết thảy mọi người. Dù gặp phải đứa có tội ác cũng tha bổng, như ân trời mưa xuống cho cả thiên hạ, làm cho nhuận trạch muôn loài. Tuy mưa gió sấm sét làm cho người cảm thấy sợ, mà kết quả lại rất hay, là quét sạch không khí, làm cho bầu trời trở nên trong sáng và mát mẻ khỏe khoắn hơn. Người quân tử cũng như thế, đại xá tất cả thiên hạ, tha bổng mọi tội lỗi. Thói quen này khiến các vua chúa bên Trung Quốc, hễ lâm quốc nạn hoặc thiên tai hay bệnh dịch, hay ban lệnh đại xá để tạ tội với trời đất, các uế khí tập kết biến thành độc khí, chẳng những do các vi khuẩn mà cũng do oán khí tụ thành độc khí mà người nay gọi là siêu vi khuẩn. Sự ân xá là phương pháp làm tiêu tan các uất khí của con người bị giam cầm lâu ngày trong các ngục. Người xưa tin là như vậy. Tiểu tượng: hào sơ lục, vô cữu, tượng viết, cương nhu chi tế, nghĩa vô cữu giã. Hào sơ lục, thời ban đầu của quẻ giải nên yên lặng nghỉ ngơi, mà đừng đa đoan tạo thêm việc cho nhân sinh. Hào sơ lục là âm nhu bất tránh, là đứa tiểu nhân, người thì thuộc âm mà xử vào vị dương, cho nên không cử động gì cả. Hào tư chỉ nói vô cữu chứ không thêm một lời nào. Hào cửu nhị, điền hoạch, tam hồ, đắc hoàng thị, trinh, kiết. Tượng viết: cửu nhị trinh kiết, đắc trung đạo giã. Hào cửu nhị là hào đắc trung đắc chánh, chính ứng với hào lục ngũ, nhưng hào ngũ là âm nhu nên đức minh dễ bị che lấp, sự uy nghiêm dễ bị xâm phạm, sự phán đoán thiếu cương quyết dễ bị mê hoặc, dễ bị bọn tiểu nhân ở gần làm lung lạc. Huống chi thời hoạn nạn mới vừa giải tán và cuộc trị loạn cũng mới bắt đầu, nên hào cửu nhị ra gánh vác hết trách nhiệm, ắt trừ được tiểu nhân nếu được hào ngũ cương quyết giao phó trách nhiệm và ban bố quyền hành thực sự. Lấy việc đi săn làm thí dụ. Đi săn là công việc để loại trừ đám tiểu nhân. Nói rằng đi săn được 3 con hồ, cũng gọi là con cáo, một thứ thú vật giảo hoạt nhất trong các loài thú. Tượng 3 hào âm, dĩ nhiên phải trừ hào âm của lục ngũ, vì hào ngũ đắc trung đắc chánh. Săn bắt mà bắt được 3 con cáo là hết sức tốt, nên được tặng mũi tên vàng, nên gọi là hoàng thỉ. Chữ hoàng là màu vàng, màu của trung ương thổ, màu tượng trưng của bậc vua chúa. Hào tư khuyên trinh tiết là nên giữ gìn kiên cố lòng trung trinh với sứ mạng, vì hào nhị đây là cột trụ của nội an, tức là nội quái của quẻ khảm. Hào nhị là chủ quái nên mới gọi là nội an. Ở đây, địa vị này rất quan trọng mà cũng rất khó khăn. Nếu không phải là hạng người trí công vô tư,
thiếu trung chính thì càng thêm tai hại cho công việc nội an, gây thêm loạn thay vì đem lại sự bình trị, là vì quyền hàng sánh ngang với vị nguyên thủ, nếu không tác phúc thì tác họa kinh khủng. Hào Kiểu Nhị Trinh Kiết là nhờ được ở chỗ Trung Đạo, một vị thánh nhân thời dài, đó là đệ nhất giải thần. Người Trung Hoa đã khéo léo tượng trưng người này qua hình ảnh bao lòng, đồ trong nhà Tống. Hào Lục Tam, Phụ Thả Thừa, Chí Khấu Chí, Trinh Lẫn, tượng viết Phụ Thả Thừa, Diệt Khả Xú Giã, Tự Ngã Chí Nhung Hiệu Thùy Cữu Giã. Hào Lục Tam vẫn là âm nhu, lại âm cư dương vị, bất trung bất chánh, là hạng tiểu nhân mà lại leo cao, đứng trên hết các hào khảm. Có khác nào một tên dân phu khiên vác mà lại được ngồi chiếm trệ trên xe? Đó phải chăng là tự vời họa đến cho mình? Khác nào mình vời bọn trộm cướp đến để đánh cướp mình? Kinh dịch thường nhắc đi nhắc lại, trí thiển vị cao, tiền bất cập hỷ. Đây cũng là cái nạn của chế độ dân chủ quá khích, thường đem trí và ngu đặt ngang hàng với nhau, bằng thuyết bình đẳng săn bằng nhất luật. Hào Cửu Tứ, Giải Nhi Mẫu Bằng Trí Tư Phủ, tượng viết Giải Nhi Mẫu Vị Đáng Vị Dã. Hào Cửu Tứ có giải dương cương, lại ở vào thể quẻ trấn cận với Hào Lục Ngũ, là vì vị nguyên thủ, và như vậy Hào Tứ là người quân tử đắc thời. Nhưng vì chính ứng với Hào Sơ Lục là đứa tiểu nhân tài hèn đứa bạc, bất trung bất chánh, âm nhu hiểm hóc, nên mọi người quân tử không ai dám thân. Cho nên Hào Cửu Tứ muốn được cùng quân tử thân thiết, phải cương quyết đoạn tuyệt với kẻ tiểu nhân là Hào Sơ Lục. Tiểu nhân mà lánh xa rồi thì người quân tử mới đến, nên gọi là bằng trí tư phủ, như kinh dịch thường bảo, các tùng kỳ loại. Giải Nhi Mẫu là hãy cắt đứt ngón chân cái đi, tức là phải dứt khoát xa lánh Hào Sơ Lục đi. Tại sao lại nhấn mạnh và dứt khoát như thế? Là vì Hào Tứ tuy tốt mà chưa hẳn là tốt, bởi Hào Tứ là dương, nhưng hãy còn dương cư âm vị, chưa phải là đương vị hay chánh vị của mình, nên e có khi nhẹ dạ, không nỡ dứt khoát tư tình. Hào Lục Ngũ, quân tử duy hữu giải, kiết hữu phu vu tiểu nhân, tượng viết quân tử hữu giải, tiểu nhân thối dã. Nhìn toàn quẻ chỉ thấy có Hào Nhị dương, còn tất cả là âm, mà Hào Ngũ dù sao cũng là một loại âm, ai mà không nghi ngờ. Có điều Hào Ngũ là bậc chí tôn, lại làm chủ thời của quẻ giải, thật rất quan trọng, nên thánh nhân lo cho Hào Ngũ mà răn đe rằng chớ luyến tiếc, mà phải can đảm dứt tuyệt với bọn tiểu nhân cho gấp. Gấp giải tán bọn tiểu nhân, và chỉ có cách đó thôi mới tốt, nên gọi là quân tử duy hữu giải, kiết. Muốn biết Hào Ngũ là tiểu nhân hay quân tử, cứ nhìn bọn chung quanh. Hễ tiểu nhân mà còn thì Hào Ngũ là tiểu nhân. Trái lại, nếu tiểu nhân không còn dám lân la thân cận với Hào Ngũ nữa, thì Hào Ngũ mới thật là người quân tử. Cho nên thầy tượng quả quyết, quân tử hữu giải, tiểu nhân thối dã. Hào Ngũ phải sớm dứt tuyệt với chúng, chứ có bao giờ chúng bỏ Hào Ngũ. Chúng là bọn ăn bám, dễ gì chúng lại buông tha. Hào Thượng Lục, công dụng xạ, chuẩn vu cao dung chi, thượng, hoạch chi, vô bất lợi, tượng viết công dụng xạ, chuẩn dĩ giải bội dã. Thời quẻ giải đã đến cuối cùng. Trên bức tường cao, con chim ưng đang đậu, tượng một người tầm thường nhưng đã đưa lên một địa vị cao và có nhiều thế lực, và chính hắn làm cản trở sự giải thoát giải nạn của dân chúng. Mục đích là phải bắn hạ cho kỳ được tên độc ác này, phải bắn cho chết con chim ưng này, nên đã dự sẵn cung tên giấu bên mình, đợi lúc thuận tiện thì bắn. Chim ưng đậu trên tường cao là tên tặc đã ra ngoài rồi, nhưng vẫn còn đậu trên tường, đủ biết nó còn đang ngạo mạn, chưa chịu bay đi hẳn. Con chim ưng đã bị hạ thì thời quẻ giải mới hoàn tất.